Chúng tôi hỏi những người đi đường xem họ biết saffron là gì không và xem phản ứng của họ khi lần đầu tiên ăn saffron. Bạn biết gì về saffron? Tôi chỉ biết là nó rất đắt thôi. Bạn có biết saffron dùng để làm gì không? Không. Bạn có biết saffron là gì không? Có, không. Saffron là đầu nhụy hoa màu đỏ của hoa nghệ Tây, được thu hoạch bằng tay. Người ta dùng saffron để làm gia vị nấu ăn, làm chất tạo màu và làm thuốc thảo dược hỗ trợ cho sức khỏe. Mùi rất thơm đấy. Rất thơm. Mùi thơm đấy. Mùi thơm, rất thơm. Ấm áp và thoải mái. Thật sự có mùi rất thơm như là mùi trà vậy. Có mùi như mùi cây cỏ, mùi hoa vậy. Mùi thật sự rất thơm, rất tươi mát. Rất thơm. Rất thơm. Thơm lắm. Tôi thích nó. Trà có mùi như mùi trà vậy. Tôi thích nó. Trà có mùi như mùi trà. Mẹ tôi dùng cái này. Có mùi trái cây. Rất ngọt, rất đậm đà, như là đồ khô vậy. Mỗi khi tôi hỏi thì họ bảo chắc bạn không thích nó lắm đâu, nhưng thật sự là rất ngon như việt quất vậy. Saffron là gia vị khiến các món ăn và món tráng miệng ngon hơn, thường dùng cho các món từ địa Trung Hải, Trung Đông, Mỹ Latin và Ấn Độ. Giống như trà và cà phê, tùy theo nguồn gốc của saffron mà nó mang đến các hương vị khác nhau. Saffron tỏa ra ba hương vị khác nhau, vị ngọt, vị đất và vị cay nồng. Saffron không chỉ được sử dụng trong đồ ăn uống, mà trong suốt nhiều thiên niên kỷ, nó còn được sử dụng như một loại thuốc thảo dược hỗ trợ cho sức khỏe. Gần đây, saffron còn được sử dụng làm thuốc bổ não. Dù lý do bạn sử dụng saffron là gì, thì phải luôn chắc chắn rằng bạn nên mua chúng từ nơi đáng tin cậy nhé. Majeus Saffron là doanh nghiệp gia đình. Chúng tôi lựa chọn saffron rất kỹ lưỡng. Chọn nhụy hoa dựa theo hương thơm ngọt, hương đất và hương cay nồng của nó. Chúng tôi lấy saffron trực tiếp từ nông dân, kiểm tra định tính và phân tích trong phòng thí nghiệm để đảm bảo rằng chúng tôi đang mua loại saffron tốt nhất và là loại tươi nhất mới được thu hoạch từ vụ mùa gần đây nhất. Hãy cho chúng tôi biết bạn thấy mùi và vị của saffron như thế nào, bạn dùng saffron để làm gì, nhớ để lại bình luận ở dưới nhé. Cảm ơn vì đã xem video của chúng tôi, hãy nhấn nút like và để lại bình luận. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi sẽ đăng thêm nhiều video về chủ đề này nữa. Chúng tôi mong rằng mình sẽ là nguồn thông tin hữu ích cho các bạn. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về saffron, ghé thăm trang web của chúng tôi www.majeus.com.